Đối với mình, xin chào khán giả của VTV, sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Tổng thống Donald Trump hủy cuộc họp thượng đỉnh với Bắc Hàn. Bắc Hàn cho biết vừa hủy cơ sở thử nguyên tử và bị ép một số hãng hàng không chấp nhận Đài Loan thuộc Trung Quốc. Thưa quý vị, sáng hôm nay thứ Năm, 24 tây tháng 5, 2018, Tổng thống Donald Trump gửi một lá thư cho lãnh đạo Kim Jong-un Bắc Hàn cho biết ông hủy cuộc họp thượng đỉnh giữa hai người dự trù diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới đây tại Singapore. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bắc Hàn chỉ trích thập tệ Tổng thống Mike Pence. Trong các lá thư gửi cho ông Kim Jong-un, Tổng thống Trump nói rằng Tôi rất mong đợi cuộc họp này, nhưng vì những tuyên bố của ông đầy giận dữ và hiếu chiến trong thời gian qua, tôi nghĩ rằng sẽ là không đúng nếu tôi họp với ông. Thành ra lá thư này coi như một sự báo cho ông biết rằng cuộc họp mà có thể có lợi cho uh, bán đảo Triều Tiên và thế giới sẽ không diễn ra. À, lá thư này cũng được Ngoại trưởng Mike Pompeo của Mỹ đọc trước ủy ban Ngoại giao Thư viện sáng ngày hôm nay khi ông tham gia cuộc điều trần ở đây. Thưa quý vị, cả những cái phản ứng này uh, của bên uh, tại ốc được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bắc Hàn tuyên bố kêu Tổng thống Phó Tổng thống Mike Pence là con rối chính trị à, và nói rằng sẵn sàng đối đầu về nguyên tử tại bàn thương thuyết. Cái sự giận dữ nhắm của Bắc Hàn nhắm vào ông Pen được một giới chức cao cấp Bắc Hàn đưa ra vài ngày sau khi Bình Nhưỡng cũng chỉ trích phát biểu của ông John Bolton là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump. Cả hai phản ứng này của Bình Nhưỡng nhắm vào ở cái bắt bất đồng giữa Bắc Hàn và Mỹ trước cuộc họp thượng đỉnh bởi vì trong cả hai cái phát biểu của ông Mike Pen và ông John Bolton đều có nhắc đến chữ Libya. Thưa quý vị, lý do tại sao hôm tuần trước ở trên truyền hình CBS, ông John Bolton nói là Bắc Hàn nên theo cái kiểu mẫu của Libya năm 2011. Sau đó thì Bắc Hàn dọa là sẽ không gặp ông Trump bởi vì khi nói đến Libya có nghĩ là hồi năm 2011 khi mà ông Gaddafi chuyển giao những kỹ thuật nguyên tử cho Mỹ thì 5 năm sau ông bị sát hại một cách tàn bạo. Bắc Hàn nói ý anh muốn nói là như thế à? Thì sau đó Tổng thống Trump bảo không phải ý như vậy nhưng mà ngày hôm qua ông Mike Pence, Phó Tổng thống Mỹ lại lên truyền hình Fox lại lập lại ý định đó. Thành ra cái bà châu son Hui, thứ trưởng ngoại giao bắc hàn sáng ngày hôm nay được uh, cơ quan thông tấn của nước này trích lời nói ông phát biểu của ông mike pen là dốt nát và ngu xuẩn khi ông cho rằng bắc hàn với libya khi ông so sánh bắc hàn với libya trong cuộc phỏng vấn trên đài Vox à. Rồi xong sau, sau đó vài tiếng đồng hồ là chúng ta thấy là Tổng thống Trump bảo chúng tôi không thể nào làm vậy được Về phía Bắc Hàn thì bà Choi, bà Chao cũng, bà Cho cũng cho biết là chúng tôi không bao giờ năn nỉ Hoa Kỳ đối thoại Và cũng không chấp nhận điều phiền muộn này để thuyết phục họ nếu họ không muốn ngồi xuống với chúng tôi Mỹ có muốn gặp chúng tôi trong phòng họp hoặc đối đầu nguyên tử là hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định và thái độ Hoa Kỳ là Chúng ta biết rồi Coi như sau một thời gian lời qua tiếng lại cái phái đoàn chuẩn bị của Tổng thống Donald Trump tin cho biết là ngày hôm qua vẫn tiếp tục đi qua Singapore để chuẩn bị. Và cái cuộc họp này thành công hay không là đều mang cái tiếng vang lại cho cả ông Trump và ông Un trên chính trường thế giới. Mà coi như chuyện này bây giờ không xong. Nhưng mà vài giờ sau thì Tổng thống Donald Trump lại tweet ra cho biết là tôi vẫn đang chờ đợi phản ứng chính thức của Bắc Hàn vì vẫn có thể gặp nhau ngày 12 tháng 6. Nhưng nhiều chuyên gia cho biết là coi như là game over thưa quý vị. Cũng hôm thứ Năm, Bắc Hàn cho biết họ vừa, vừa thực hiện việc mà họ nói là hủy bỏ cơ sở thử nguyên tử ở phía đông bắc nước này sau một loạt vụ nổ và họ có gửi, có cho phóng viên nước ngoài đến để mà chứng kiến. Tuy nhiên, Bắc Hàn không cho, không mời thanh tra nguyên tử của Liên Hợp Quốc đến. Đã. Thì cái chuyện này đã được lãnh tụ Kim Jong-un thông báo trước cuộc họp thượng đỉnh mà dự chủ kéo ra, đã diễn ra vào ngày 12 tháng 6 ở Singapore với ông Trump bỗng ổn và cái thái độ này cũng cho thấy là một cái thái độ tích cực của bắc hàn muốn đi đến cái cuộc họp đó nhưng mà chúng ta biết rồi nó có hai yếu tố ở đây thứ nhất là cái cơ sở thử nguyên từ của bắc hàn người ta nói rằng là đã bỏ từ lâu rồi bị bị sập à, thành ra thì họ bỏ cũng như không không bỏ cũng như không người ta thắc mắc là liệu bắc hàn còn chỗ nào hay không điểm thứ hai là chúng ta biết rồi sáng nay tổng thống donald trump đã gửi thư ra bỏ khơi không họp nữa bởi vì à, quý vị dám người nói ông phó của tôi là ngu xuẩn và rốt nát vân 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 à cũng liên quan đến khu vực này thưa quý vị, còn hai ngày nữa là hết hạn cho các hãng hàng không bay vào và bay ra khỏi Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc đang ép các hãng này phải thừa nhận Đài Loan là lãnh thổ Trung Quốc ở trên trang web của mình. Hiện nay có ít nhất là 20 hãng hàng không à, và ba hãng mới nhất là British Airways, Lufthansa của Đức, British Airways là của Anh và Air Canada của của Canada chấp nhận viết trên trang web của họ. Họ ghi là Đài Loan gạch nối Trung Quốc có nghĩa là Đài Loan thuộc về Trung Quốc đòi hỏi này trước đây bị tòa ốc bác bỏ gọi đây là một sự phi lý đi ngược lại nhân loại Thế nhưng mà bây giờ hoa kỳ cũng không làm gì được cả bởi vì đã có hai chục công ty tham gia cái chuyện này bởi vì nếu không viết như vậy trên trang web á, thì sẽ bị trung quốc trừng phạt hoặc cấm không cho bay vào các hãng này bao gồm có american airlines united airlines của mỹ klm của đài loan của của của, hoa lan Qantas của úc singapore airlines Philippine airlines air france của pháp iberia của tây ban nha Malaysia Airlines rồi Aeroflot của Nga và nhiều hãng khác khoảng 20 hãng. Thì cái việc này là thưa quý vị là lâu nay là Trung Quốc đã đòi hỏi rồi và chúng ta biết ai mà đụng tới cái chuyện này Trung Quốc là Trung Quốc sẽ trừng phạt bởi vì họ cái nền kinh tế họ quá lớn và ai cũng muốn vào đó làm ăn cả. Mới đây chắc quý còn nhớ hãng sản xuất quần áo ghép à khi mà in cái hình bản đồ Trung Quốc quên để Đài Loan vô phải thu hồi lại hết và xin lỗi Trung Quốc. Và hồi đầu tháng riêng này hãng hàng không Delta Airlines hệ thống khách sạn Marriott, hãng sản xuất quần áo Zara và ngay cả công ty sản xuất dụng cụ y tế Meltronic đều phải xin lỗi Trung Quốc vì gọi Đài Loan là một quốc gia. Quý vị thấy chưa? Các nhà làm kinh doanh ở đây họ nói rằng như thế này. Ở Trung Quốc bây giờ khó nói nô no lắm. À, bởi vì càng ngày chúng ta càng thấy trong tình huống này không tuân thủ lệnh Trung Quốc không phải là giải pháp tốt. Nếu muốn làm ăn tại và với Trung Quốc họ dùng chữ là in and with China đó là các tin tráng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới